Thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày dài, những năm tháng vất vả của cố ca sĩ Phi Nhung, thì những chặng đường và những bước đi của Phi Nhung và cuộc đời của Phi Nhung từ khi chỉ còn rất trẻ đã trải qua bao thăng trầm, bao vất vả của cuộc đời. Nhớ những khi chỉ nuôi 5 đứa em, bao nhiêu vất vả, gian lao, một mình chỉ phải gánh chịu, không tị nạnh và cũng không có một lời trách oán ai cả. Chị vẫn ngày ngày gắng gượng để nuôi cho các em của mình nay cũng đã khôn lớn trưởng thành. Và sau đó là cả một quá trình cuộc đời vất vả, gian lao của cố ca sĩ Phi Nhung. Đến khi chị nuôi 5 đứa em của chị khôn lớn trưởng thành và lo gia đình cho các em xong, và cuộc đời của chị bắt đầu bước sang trang mới. Những hoàn cảnh khó khăn lúc đó, rất nhiều người không thể hiểu thấu được tấm lòng của ca sĩ Phi Nhung và cái sức chịu đựng vất vả gian lao của chị Phi Nhung phải nói là phi thường. Ngày hôm nay thì với những hoàn cảnh vất vả đó mà giờ đây Mạnh Quỳnh đã sáng tác ra một bài thơ nói về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung. Và sau đây thì bài thơ diễn ra như thế nào thì Vượng Hạnh TV xin được kính mời tất cả các quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng lắng nghe. Cuộc đời sao quá chớ trêu, để em phải chịu nhiều điều đắng cay. Vì mọi người quên tháng quên ngày, lo cho nhiều trẻ giờ này sáng tươi, và luôn đem những nụ cười đến cho tất cả mảnh đời éo le. Nhớ năm xưa em còn son trẻ, những tháng ngày vất vả gian lao, 5 đứa em cuộc sống ngày nào, đến bây giờ thành đạt hết cả. Còn đời em vô cùng vất vả, lo cho người chẳng nghĩ đến bản thân. Cuộc sống của em chắc chờ muôn phần, luôn từ thiện để tâm mình thanh thản, giúp dân nghèo thoát khỏi lầm than. Nhớ những khi dịch phát tràn lan, quên thân mình em lao vào biển lửa, để giúp cho dân mình đang khổ mà quên đi tính mạng bản thân mình. Tấm lòng em như Bồ Tát hiền linh, để cứu độ trần gian này đang khổ. Nhưng ngờ đâu trời không che chở, đẩy em vào cảnh khổ lầm than. Biết nói sao khi dịch bệnh đang lan, khiến cho em phải nằm trong cấp cứu, phải đương đầu với cửa tử sinh. Và khi bệnh nặng vẫn không nghĩ cho mình, vẫn lo cho toàn dân đang phải khổ, phải gồng mình với dịch bệnh hiểm nguy. Khi bệnh nặng em vẫn chẳng nghĩ suy, vẫn gượng hỏi tình hình dịch bệnh, và dân tình thiệt hại ra sao, và nhìn em với hơi thở nghẹn ngào, nước mắt chảy vì thương người tốt bụng, vì nhân dân
mà phải chịu thiệt thòi. Thế mới biết tấm lòng cao cả, rất thương dân mà chẳng nghĩ lợi danh. Khi sự sống và cái chết tranh giành, em vẫn hát không hề lo sợ, chẳng nghĩ suy cái chết cận kề. Thời gian trôi, hơi thở em chậm lại, nói bé dần và nước mắt vây quanh. Có phải chăng em là Bồ Tát hóa thân, về chốc lát rồi lại về tiên cảnh? Mong cho em ra đi được thanh thản, hãy dõi theo phù hộ cho con em luôn mạnh khỏe, bình an nơi dương thế, để tiếp bước em và làm đẹp giúp đời. Hãy độ cho dân khắp muôn nơi, không dịch bệnh, không khổ đau em nhé. Và độ cho người già luôn khỏe, trẻ giỏi giang kế tiếp cha ông, để đất nước con tiên cháu rồng luôn vững mạnh và vươn tầm thế giới. Cuối cùng, và chúc em về nơi chín suối, siêu thoát thành thơi chốn bồng lai. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, có lẽ đây là bài thơ quá hay và rất đủ ý nghĩa với cuộc đời của cô ca sĩ Phi Nhung. Trong nỗi nhớ niềm thương của Mạnh Quỳnh cũng như toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài nước và tất cả mọi người trong showbiz cũng đều nhớ thương cố ca sĩ Phi Nhung. Và sau đây thì cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua đã xem và ủng hộ kênh Vượng Hạnh TV. Các quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video hay và mới nhất từ Khanh Béo TV. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều.